Lý do để tôi đang gia nhập câu lạc bộ Incheon United là thứ nhất là bóng đá ở Hàn Quốc thì rất là phát triển, bởi vì họ có thứ nhất là có môi trường phát triển hơn, và thứ hai là tôi được tiếp cận với bóng đá của Hàn Quốc là được 2 năm, bởi vì có huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là đến từ Hàn Quốc, là đó là Quốc Bác và là Quốc Ly. Là tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ từ những người thầy của tôi. Và lý do nữa là trước kia là Xuân Trường có đá cho ở đây thì tôi cũng có biết một số thông tin về đội bóng nữa, nên là tôi quyết định gia nhập đội bóng Incheon United là vì lý do như vậy. Về thích nghi với cuộc sống thì tôi nghĩ là tôi cũng đi nước ngoài rất là nhiều, nên là cái việc thích nghi thì đó cũng không phải là rào cản của tôi. Và thì về các cách đá, lối đá của câu lạc bộ thì cũng Xuân Trường cũng chia sẻ một số điều, và thì tôi cũng được nghe được một số điều đó, nên là tôi cảm thấy tôi cũng tin tưởng vào bản thân là tôi có thể phát triển được ở đây. Và tôi và cái điểm để tôi phát huy ở Incheon này là tôi nghĩ là tôi có khả năng xử lý ở bóng cự ly hẹp. Thứ hai là tôi có thể di chuyển được, tôi có thể di chuyển ở phía sau lưng của đối phương. Và tôi biết là ở Hàn Quốc thì các trung vệ của họ Hàn Quốc thì rất là cao, nên là về phòng ngự sau lưng của họ thì đó là một điều hạn chế. Thì huấn luyện viên thầy Bắc đã, thứ nhất là tôi đã học hỏi được rất nhiều từ thầy Bắc, bởi vì là thầy Bắc đã đến từ Hàn Quốc, vậy nên là cái bóng đá của Hàn Quốc thì tôi nghĩ là thầy Bắc đã đưa cái bóng đá của Hàn Quốc vào trong đội tuyển của Việt Nam, và để cho đội tuyển Việt Nam phát triển hơn. Rồi tôi nghĩ tôi học hỏi được rất nhiều từ thầy Bắc, và đó là điều tôi để được đến thi đấu ở đây. Thì tôi nghĩ đó là thầy Bắc đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc này, và tôi xin cảm ơn. Còn cái câu chuyện thì tôi nghĩ là tôi thấy rất nhiều lần là thầy Bắc vào phòng y tế của đội á, thì chẳng hạn như là có các cầu thủ đau thì thầy Bắc luôn có những, có thể là điều trị cho cầu thủ ấy luôn, giống như là một bác sĩ vậy. Vậy nên là đó là cái điều mà tôi cảm thấy là thầy là giống như là người cha của mình. Theo suy nghĩ của tôi thì tôi sang Hàn Quốc thi đấu thì tôi nghĩ là đó là một điểm tốt, bởi vì bóng đá Việt Nam thì bóng đá Hàn Quốc là một một nền bóng đá phát triển, là nằm trong top của châu Á. Vậy nên là khi mà tôi đến đây thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều cầu thủ ở Việt Nam sẽ phấn đấu hơn, và để làm sao để những cầu thủ ấy có thể ra được nước ngoài thi đấu. Thì làm khi mà nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu thì tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ là ghi bàn, một tiền đạo thì ghi bàn thì đó là một điều tôi phải cải thiện. Và thứ hai là ghi được bao nhiêu bàn thì tôi nghĩ là ghi bàn hay là kiến tạo cho đồng đội ghi bàn đó là cũng là giúp một phần nhỏ cho chiến thắng của đội. Tôi nghĩ là tôi ghi bàn hay là ai ghi bàn thì nó cũng không quan trọng bằng việc là đội bóng của mình giành chiến thắng. Tôi cũng có theo dõi ở ngoại hạng Anh thì có cầu thủ Son Heung-min thì có đá ở bên đấy, thì đó là cầu thủ mà tôi được biết nhiều nhất. Còn cầu thủ trong nước thì tôi chỉ biết mặt thôi, chứ tên thì tôi không thể biết được. Tôi xin cảm ơn mọi người, và tôi sẽ với bản thân tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao để đóng góp vào thành công của đội bóng, và tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình, và tôi hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ tôi cũng như là ủng hộ đội bóng, và xin cảm ơn.
골티비 구독자 3만 이벤트 이번에는 3만이다! 손흥민 사인이 담긴 함부르크 유니폼을 드립니다.